chế tác tương lai xin phép được bắt đầu. Vị khách hàng đã đến với chúng tôi từ những 30 năm trước vẫn được gặp lại. Tôi xin phép rằng sẽ biến buổi tối hôm nay chúng ta như một gia đình, bởi vì chỉ có gia đình mới chia sẻ được tình cảm, chỉ có gia đình thì mới có thể ấm áp được với nhau. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ lên trao bằng khen từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời quý vị.